Duy Mạnh nổi nóng vạch trần chiêu trò thích chọc ngoáy của một nam danh hài, réo thẳng tên Mr. Khóc. Thợ hát Duy Mạnh lại có phát ngôn gây chú ý khi đá đều thẳng đến một nhân vật tầm cỡ gọi là Mr. Khóc. Dân tình lập tức nghĩ ngay đến kẻ thù không đội trời chung của anh, đó chính là nghệ sĩ Trấn Thành. Nam ca sĩ Duy Mạnh từ lâu đã được xem là người có tính cách thẳng thắn bậc nhất ở showbiz Việt hiện tại. Anh không ngần ngại mỉa mai đáp trả đối đầu trực tiếp với nhiều gương mặt tên tuổi khác nếu nhìn thấy người này có những hành động làm anh ngứa mắt, sai trái với đạo đức người nghệ sĩ. Không ít lần Duy Mạnh đã có những phát ngôn gây choáng váng trên cõi mạng, đá đều nhiều drama liên quan đến nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, Thủy Tiên. Có thể thấy giọng ca Kiếp Đỏ Đen không hề ngán bất kỳ ai, thậm chí còn thách thức và tỏ ra bản thân không hề sợ thị phi. Đây cũng là lý do khiến anh tự nhận là người thợ hát thay vì nghệ sĩ trong showbiz. Mới đây, giọng ca Kiếp Đỏ Đen lại một lần nữa gây bão cõi mạng với một dòng trạng thái dài đá đều thẳng một nam danh hài nổi tiếng mà anh gọi với cái tên đầy ẩn ý và chế giễu là Mr. Khóc. Ngay lập tức, dân tình đều đồn đoán và khẳng định chắc nịch người mà Duy Mạnh nhắc đến không ai khác chính là Trấn Thành. Sở dĩ dân tình réo thẳng tên ông xã Harun là bởi anh chính là nghệ sĩ được mệnh danh là dễ khóc nhất showbiz Việt, thậm chí còn có biệt danh là Thành Cry. Hơn nữa, Trấn Thành cũng là nam nghệ sĩ thời gian qua dính vào loạt tai tiếng ồn ào về những phát ngôn không đáng có, nhìn nhận bị cho là sai lệch về đời nghệ sĩ. Cộng với việc khóc lóc than khổ khiến dân tình không ngừng mất thiện cảm, với những điều này một người thẳng tính như Duy Mạnh anh cũng không dễ dàng bỏ qua. Đã rất nhiều lần nam ca sĩ đã tuyên chiến thẳng với Trấn Thành, chửi thẳng mặt. Chính vì thế có thể nói Trấn Thành và Duy Mạnh là hai nhân vật không đội trời chung trong showbiz. Cụ thể, dòng trạng thái mà Duy Mạnh viết trên trang cá nhân có nội dung là vạch trần loạt chiêu trò thích chọc ngoáy sống bẩn của Mr. Khóc, cái tên như đúng với Duy Mạnh gọi. Theo đó, từng câu từ của Duy Mạnh đều đậm chất mỉa mai, xỏ xiên bản tính của nam danh hài. Cụ thể ở đây dân tình cũng đồn đoán đó là Trấn Thành. Nội dung bài đăng Duy Mạnh viết là một nghệ sĩ hài, đó là một cái nghề rất thú vị vì luôn mang đến tiếng cười niềm vui cho khán giả, nên họ được phép trêu ghẹo, đùa giỡn với khán giả. Bởi vậy nếu có bị khán giả trêu lại, chọc ngoái lại thì cấm được phép cáu. Ông Mr. Khóc, ông cũng rất hài hước và thích trêu người lắm ông ạ. Ông làm hẳn một bộ phim, ông lấy luôn cái drama của bà Phương Hằng đưa vào phim của mình. Ông chọc ngoáy để nhân tiện marketing phim của ông, để tạo sự tò mò hiếu kỳ và khiến khán giả tò mò đi xem phim của ông nhiều hơn. Trong phim của ông còn nhắc đến một nhân vật có tên là Mạnh Mong Manh, ông cũng thích chọc ngoáy và thích đùa lắm cơ. Ông làm MC Rap Việt, ông cũng nhắc tên người khác ra để chọc ngoáy nốt. Thế mà đến khi anti-fan đùa giỡn ông, chọc ngoáy ông thì ông lại gào khóc to lên cho cả nước thấy là ông bị oan. Ông hài hước lắm ông ạ, ông có thôi ngay đi không hả? Duy Mạnh viết thêm. Có thể thấy nhân vật mà Duy Mạnh nhắc đến dường như chắc nịch đó là Trấn Thành, khi cho tới thời điểm hiện tại cũng chỉ có Trấn Thành là cái tên làm MC show rap hot nhất hiện tại là Rap Việt. Hơn nữa, bộ phim mà Duy Mạnh cho rằng Mr. Khóc lồng ghép những chi tiết chọc ngoáy kia cũng được dân mạng sớm phát hiện ra, đó là web drama Hẻm Cụt từng gây bão lượt xem tại thời điểm dịch bệnh. Bên cạnh những ý kiến đồng tình với nam ca sĩ thì Duy Mạnh cũng nhận về nhiều lời khuyên cho rằng anh cũng nên tiết chế lại những phát ngôn đến những người không liên quan với mình, tránh những tai hại đến với bản thân. Trước đó cũng chính vì tính cách thẳng thắn mà Duy Mạnh cũng gặp phải tình huống oái oăm. Theo đó, anh từng phải nhận án phạt khi có những phát ngôn nhạy cảm trên mạng xã hội với những quan điểm thẳng thừng đang gây nhức nhối. Chính vì thế, sau lần không may trên thì dân tình cũng mong Duy Mạnh nên soi xét và hạn chế bớt phần nào những lời nói của bản thân. Với lời đá xoáy trên được cho là gửi thẳng đến Trấn Thành thì phía nam nghệ sĩ vẫn không hề có động thái đáp trả gì đến Duy Mạnh. Hiện câu chuyện vẫn đang là đề tài nóng được dân tình sôi sục và bàn tán không ngừng trên các trang mạng xã hội.